Chào các em, hôm nay chị sẽ giới thiệu cho các em một cuốn sách ảo thuật nước nha. Trước tiên là các em hãy đổ nước vào cây bút này nha. Bây giờ chị sẽ mở cuốn sách ra, hãy xem chị làm ảo thuật đây nha. Đây, các em thấy không? Chị tô tới đâu là hình ảnh trên bức tranh là rõ nét tới đó. Có kem màu sắc nữa nha. Cái này rất là tiện luôn, chị không cần phải tô màu tô nhưng mà vẫn hình ảnh vẫn có màu, các em thấy hay không nè? Bây giờ chị sẽ tô tới cái máy bay nè. Đó, các em thấy hay chưa? Bầu trời màu xanh và chiếc máy bay màu hồng. Bức tranh của chị đã hoàn thiện rồi nè. Tên tên bây giờ chị sẽ ra bức tranh thứ hai nha. Chị sẽ ấm ba la. Một bức tranh màu trắng và đã xuất hiện lên nền màu một đoàn tàu, một chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe buýt. Rồi bầu trời thì vẫn là màu xanh. Mình sẽ hô biến cho chiếc xe buýt này xem nó màu gì nha. Chiếc xe buýt màu đỏ và máy cửa mới màu xanh dương. Rồi bây giờ chị sẽ viền cái viền lại nha. Rồi bức tranh thứ hai chúng ta đã xong rồi. Bây giờ chị sẽ qua bức tranh cuối cùng nha. Bức tranh thứ ba là chị sẽ vẽ ba chiếc xe này nha. Bây giờ chị làm ảo thuật tiếp đây. Chiếc xe tàu điện. Chiếc xe bồn. Thứ ba đã xong rồi, nó rất bây giờ thì sẽ ra cái tranh cuối cùng nữa nè. Đây, bây giờ chị sẽ tô chiếc xe này, xe cứu thương.
Thì là nói thật ra màu sẽ có thương màu gì nha. Màu vàng nhé. Con đường màu xanh lá cây. Rồi, chiếc tàu thủy này màu gì đây? Ấm ba la, ấm ba la. Rồi, tới chiếc xe nước màu xanh dương. Đẹp quá các em ơi. Rồi, bức tranh cuối cùng của chúng ta đã hoàn thành rồi. Video của tiểu tớ đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bé đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.